Ok, xin chào, chào mừng bạn quay trở lại với kênh của mình. Mình là Lý Dũng đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn về cách tạo ví blockchain trên tài khoản CRU và hướng dẫn cho bạn về cách staking cái CRU tự do để nhận UNTV. Tiếp nữa là mình sẽ hướng dẫn cho bạn về cách giao dịch P2P, tức là giao dịch giữa hai tài khoản với nhau. Nếu mà muốn chuyển khoản, chuyển cái CRU tự do sang cho người khác là như nào, thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung chính của video ngày hôm nay. Trước tiên bạn hãy đăng nhập vào tài khoản CRU của mình. Và sau khi đăng nhập vào tài khoản CRU của bạn thì trong cái back office này có rất nhiều cái tab. Tab CRU, tab TNG, tab API, tab Google Pay nữa nhé. Thì nếu bạn muốn thêm các tab thì bạn ấn vào cái dấu cộng và chọn cái tab bạn muốn thêm thôi. Rồi như vậy là mình cũng đã thêm được cái tab Google Pay vào đây. Rồi kể từ sáng ngày 14 tháng 3 năm 2021 thì tất cả các tài khoản CRU, kể cả những cái tài khoản mà chưa vào VIP, thì cũng đã đều có cái ví, cái nút để tạo ví blockchain crypto rồi nhé. Rồi để tạo ví thì các bạn vào cái tab CRU, sau đấy bạn vào mục danh mục đầu tư. Bạn vào cái danh mục đầu tư xong bạn kéo xuống dưới, bạn sẽ nhìn thấy cái nút màu xanh lá cây có cái chìa khóa này. Thì đây là chính là cái nút để tạo ví blockchain CRU nhá. Nhưng mà mình có một cái lưu ý để cho các bạn là trước khi tạo ví này, bạn chụp hình lại cái màn hình như này nhé. Bạn chụp hình lại thì ở đây nó có tổng số CRU bạn có này và số CRU mà đã mở khóa cho các bạn ở đây này. Bạn chụp hình bạn lưu vào một chỗ nào đấy. Rồi sau khi lưu xong thì bạn sẽ quay trở lại cái back office của mình. Ở đây thì bây giờ mình sẽ hướng cho các bạn bắt đầu tạo cái ví blockchain nhé. Bạn click vào cái nút màu xanh có cái chìa khóa này này. Đấy. Mình nói lại nhé. Đầu tiên bạn đăng nhập vào tài khoản CRU của mình. Sau đó bạn chọn cái tab CRU. Chọn tab CRU xong bạn click vào cái mục danh mục đầu tư. Một là bạn click ở trên cái menu này. Hai là bạn click ở dưới cái ô danh mục này. Cũng được, cũng đều ra cái danh mục đầu tư hết. Ở đấy bạn kéo xuống dưới. Bạn chụp hình lại cái giao diện tài khoản của mình, số CRU đã có này, số CRU đã mở khóa ở đây này. Thì bạn chụp lại để làm gì? Nhưng mà mục đích mình chụp lại ấy, thì là để mình lưu giữ cái số tài khoản CRU mình đã có từ đầu. Tí nữa sau khi mình đã tạo được cái ví blockchain, khi mình refresh lại nó về đúng cái số tài khoản của mình thì là ok. Còn nếu mà không đúng thì mình còn có cái hình ảnh để mình gửi lên support hỗ trợ mình để cho nó đầy đủ của bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ bước vào cái bước là tạo ví blockchain này. Mình sẽ nói rất chậm từ từ thôi. Bạn có chỗ nào không hiểu thì bạn xem bên dưới phần mô tả có số Zalo của mình thì các bạn sẽ kết nối với mình, sau mình hướng dẫn cho bạn nhé. Bạn cứ bình tĩnh mà làm, cái này không phải gì mà cả quá to tát xong bạn sợ này nọ đâu, bạn cứ làm bình thường thôi. Nếu bạn cảm thấy chưa tự tin để làm thì bạn hãy quan sát kỹ các video của các anh chị khác cũng đã làm, hoặc là cái video của mình ở đây. Các anh chị khác thì cũng đã làm trước hết rồi, hướng dẫn rất nhiều rồi. Anh chị cũng nói rất chi tiết. Hôm nay mình sẽ làm thêm cái video này để hướng dẫn thêm cho các bạn. Bạn nào mà chưa tự tin thì có thể xem lại cái video của mình. Mình sẽ nói rất chậm và từ từ. Bạn kể cả bạn mù công nghệ bạn cũng làm được bạn nhé. Rồi, nếu bạn nào đã làm ví đã thành thạo rồi thì có thể bỏ qua cái video này. Đấy, bước đầu tiên là bạn đăng nhập này, xong vào cái danh mục đầu tư, nhìn thấy cái chìa khóa xanh thì bạn kích chuột vào nhá. Rồi, xong bạn kéo xuống dưới, bạn sẽ nhìn thấy cái giao diện có một cái video hướng dẫn này. Đây là cái video hướng dẫn để bạn tạo ví này. Và bên dưới này có hai cái ô này, hai cái ô này thì là đây, để mình dịch sang tiếng Việt cho bạn xem nhá. Đấy. Tôi hiểu rằng nếu tôi mất cụm từ này hạt giống này, tôi sẽ mất quyền truy cập vào ví tiền điện tử của mình mà không có khả năng khôi phục. Tôi nhận trách nhiệm và hành động của mình và sự an toàn của cụm từ hạt giống của tôi. Đấy là họ cảnh báo cho mình, nhưng mà mình phải đọc kỹ nhé. Nhưng mà trước khi tích vào đây thì bạn nên để ở chế độ tiếng Anh. Bạn muốn hiểu thì bạn dịch sang tiếng Việt, xong bạn phải giả lại tiếng Anh. Đấy, bạn đọc xong bạn giả lại tiếng Anh thì làm nó mới đúng bạn nhé. Nhưng mà bạn để tiếng Việt làm thì
đến cái lúc có hạt giống ấy, thì nó chuyển sang thành tiếng Việt, thì gọi là 12 từ hạt giống ấy, thì nó chuyển sang tiếng Việt đến lúc mình copy vào cái mục kiểm tra 12 từ hạt giống thì nó lại sai, thì bạn sẽ thao tác không thành công bạn nhé. Bạn tích chọn hai cái mục này, sau khi tích chọn này bạn bạn kích vào đây này, bạn kích vào đây continue này thì nó sẽ ra 12 hạt giống. Thì mình sẽ che cái màn hình cái phần hạt giống của mình lại để cho đỡ bị lộ cái 12 từ hạt giống nhá. Nếu bạn thông cảm mình che mất một phần màn hình. Rồi, bạn kích vào đây, kích vào cái continue. Rồi bạn kéo xuống dưới, bạn sẽ nhìn thấy 12 từ hạt giống nhá. Thì bạn sẽ copy cái 12 từ hạt giống này vào một chỗ nào đấy. Ở đây mình sẽ tìm một chỗ mình lưu vào. Cũng để chắc chắn hơn, bạn nên chụp ảnh lại cái màn hình của bạn mà có 12 ký tự này, xong bạn cũng lưu nó vào một chỗ nào đấy. Nói chung là bạn lưu cái 12 từ hạt giống này vào nhiều chỗ để tránh cái tình trạng bạn mất một cái thì còn những cái khác nhá. Rồi cái này thì mình cũng lưu vào, mình xin phép che màn hình để cho đỡ bị lộ cái 12 ký tự của 12 từ hạt giống. Tốt nhất là bạn cũng nên lưu thêm một cái ở trên sách vở của bạn, bạn nên ghi chép vào. Cái thời gian này nó không giới hạn nên bạn có thể cứ ghi chép vào thật cẩn thận 12 từ hạt giống này vào vở của bạn. Rồi, sau khi bạn đã lưu cái 12 từ hạt giống này thật cẩn thận vào những cái chỗ khác nhau rồi, thì bạn sẽ ấn vào cái next step này nhé, tức là bước tiếp theo nhé. Rồi bạn ấn vào này. Bạn nhìn thấy cái ô này không? Cái ô này thì bạn sẽ bắt đầu lại copy cái 12 từ hạt giống kia, bạn dán vào đây hoặc là bạn đánh cũng được. Nhưng mình lưu ý cho các bạn nhé, để tránh bị sai sót thì trước cái từ số 1 này cũng không được để trống nha. Sau cái từ 12 ấy, sau cái từ 12 thì cũng không được trống này. Rồi bây giờ mình sẽ copy cái 12 từ hạt giống. Lúc này mình đã lưu ở một cái file file trước rồi đấy, xong mình dán vào đây. Cái đoạn này mình cũng xin phép che lại. Bạn nhớ là cái đằng trước cái từ hạt giống từ số 1 này này và sau cái từ 12 này đều không được để trống nhé. Rồi sau khi ấn xong, bạn dán xong cái 12 từ hạt giống vào đây thì bạn ấn cái từ check ở dưới này. Bạn kiểm tra xem nó có đúng hay không. Sau khi báo như này thì là bạn đã tạo xong. Ok rồi bạn, bây giờ bạn ấn vào cái Go to back the main page này nhá. Rồi nó bảo quay lại cái phần back office của mình thôi. Mà kéo xuống dưới bạn sẽ nhìn thấy cái địa chỉ ví của bạn đây này. Đây là cái địa chỉ ví blockchain của bạn nhá. Tốt nhất bạn không nhớ thì bạn cũng nên copy xong bạn lưu vào một chỗ nào đấy. Xong rồi bạn nhìn thấy bên cạnh có chữ Go to wallet này này. Tức là đi vào ví của mình nhé. Rồi mình sẽ kích vào cái để đi vào ví của mình này. Thì nó sẽ hiện ra trắng như này nhá. Cái dòng trên này là hãy đánh cái địa chỉ ví của bạn ở đây. Ở dưới này là cái 12 từ hạt giống ấy. 12 từ hạt giống thì bạn đánh vào đây nhá. Rồi ở trên này thì là mình cái địa chỉ ví, thì mình quay lại cái back office này này, mình copy cái này ra. Copy cái này nhé, cái này là cái địa chỉ ví của bạn nhé. Của mình nhé, mình mới tạo đấy. Bạn dán vào đây. Bạn đánh cũng được, bạn copy cũng được, miễn làm sao nó không có cái khoảng trống đằng trước đằng sau là được. Rồi cái này là cái 12 từ hạt giống, gọi là 12 từ hạt giống, 12 từ bảo mật ấy. Rồi bạn copy xong bạn cũng dán nó vào đây, 12 từ hạt giống ấy, 12 từ bảo mật ấy. Thì bạn cũng dán nó vào đây, nó sẽ hiện ra cái chấm chấm để bảo mật như này, nó không hiện ra hình từ đâu. Rồi bạn nhớ copy thật chính xác vào. Trên này là địa chỉ ví này, dưới này là 12 từ hạt giống này. Rồi sau khi bạn đã paste hết đầy đủ rồi thì bạn ấn sign in. Ở đây là cái mã pin nhá, mã pin bạn lưu ý là có 6 số. Cái này là 6 số, bạn nhớ lưu những cái từ khóa nào mà nó không gợi ý đến cái cá nhân của bạn. Vì nếu mà gợi ý đến ví dụ ngày tháng năm sinh, người ta sẽ dễ dàng mò ra đúng không? Bạn sẽ bị mất tài khoản. Đấy, tốt nhất là bạn chọn một cái từ nào đây, một cái số, một dãy số nào đây nó khó có liên quan, không liên quan gì đến cá nhân của bạn, để tránh tình trạng người ta đánh cắp được tài khoản của bạn nhé. Cái mã pin này, cái pin code này bạn nên nhớ, và nó sẽ dùng thường xuyên khi bạn sử dụng ví, kể cả bạn giao dịch. Rồi ok, khi bạn đã nhập đầy đủ thì nó sẽ cái set pin này nó sẽ sáng lên. Rồi bạn ấn vào đây. Rồi, tùy bạn, nếu mà máy của bạn bạn muốn lưu thì lưu, bạn không lưu thì bạn bỏ qua. Rồi đó, khi như này là bạn đã tạo mã pin xong. Ok rồi bạn ấn vào cái nút xanh xanh bên dưới thì quay lại đây, bạn nhìn thấy
cái tài khoản của mình rồi nhé, cái tài sản của mình ở trong cái ví blockchain này. Nhưng mà trước khi để bước tiếp theo, mình nên lưu ý cho các bạn là bạn nên cũng lưu cái mã pin là vào một chỗ nào đấy mà bạn dễ nhớ. Và sau khi bạn lưu pin code vào một chỗ nào an toàn rồi, bạn để tránh tình trạng bạn quên thì bạn còn có thể xem lại. Đấy, ở đây là cái tài sản mà hiện trong cái ví blockchain của mình. Thì ở đây bạn nhìn thấy là tổng số CRU đang có. Và cái này là cái CRU tự do. Và cái này cái tài sản staking. Bây giờ bạn hiện thấy ở đây là 0,0 nhá. Thì bạn sẽ ấn vào cái nút refresh này này. Cái những con chip này này. Đấy, khi bạn ấn vào nó cũng đòi cái mã pin. Thì bạn nhập mã pin vào. Con phim. Đấy, bạn chờ nó load nhá. Nó còn 1, 2 này. Sau đấy bạn cũng ấn vào cái refresh của cái plan này này. Đấy, bạn nhìn thấy không? Nó sẽ hiện ra 315 CRU. Bạn mình quay lại cái back office của mình. Ở đây có 316, 3850. 3850 đủ rồi này. Ở đây nó hiện có 315 này. À, nó load chưa xong rồi bạn nhé. Đây còn đợi nó load. Khi nào nó về đủ thì ok. Đấy, thì cách tạo ví với lại cách lưu trữ 12 hạt giống cùng với cách tạo mã pin thì mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Rồi tiếp theo mình sẽ cho bạn xem qua cái giao diện của cái ví blockchain. Thì ở trên này là cái CRU nha. Dưới này là cái WCRU này. Đấy, dưới này là cái UNTB, dưới này USDU này. Trên này là mình đã có 8 UNTB rồi. Rồi để staking ấy thì bạn vào trong cái giao diện ví của mình nhé. Và thấy cái mục staking không? Rồi, và muốn staking ấy, bạn muốn ký gửi thì bạn ấn vào cái mục staking ở đây này. Các bạn kéo xuống dưới. Đầu tiên là bạn staking cái CRU chuyển sang để lấy CRU, cái này thì 8% này. 8% cho 1 tháng nhé. Rồi bạn staking cái WCRU để lấy UNTB. Cái thứ ba là staking CRU lấy UNTB. Cái thứ tư là UNTB staking lấy cái NetCPU này. Cái này là phục vụ cho cái tăng tốc cho cái blockchain. Rồi thì hôm nay mình sẽ chỉ có staking được cái mục này thôi. Đấy. Khi bạn muốn staking thì bạn ấn vào cái staking CRU for UNTB này. Bạn ấn vào đây. Bạn muốn gửi bao nhiêu ấy thì bạn nhập vào đây này. Staking bạn muốn gửi bao nhiêu bạn ấn staking ở đây thôi. Cứ 4 phút bạn sẽ nhận được kết quả một lần. Bạn ấn refresh này, sau bạn ấn claim tức là bạn nhập UNTB. Đấy, đây là bước bạn staking bạn nhé. Các mục staking khác thì bạn cũng làm tương tự như vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để chuyển cái CRU tự do sang cho người khác nhé, tức là giao dịch PAP nhé. Đấy, bạn ấn mục send này, này. Đây là số CRU bạn muốn chuyển đi này. Cái này là cái ví ví đến này. Rồi, cái mục dưới này là cái nội dung mà bạn muốn ghi nhớ. Trên này là bạn nhớ là cái mục là cái ví mà bạn muốn gửi đến ấy. Cái ví là cái này này của người ta ấy. Bạn bảo họ copy cái ví này. Đấy. Paste vào đây, gửi cho bạn là bạn dán vào đây. Thì bạn muốn chuyển CRU thì bạn chọn cái mục CRU đây. Bạn số lượng CRU bạn muốn chuyển đi thì bạn đánh vào đây. Đấy, bạn muốn chuyển với cái CRU, UNTB, USDU thì sau này nó có cái mục đấy để chuyển thì bạn chuyển. Như thế khi bạn nhập hết các mục ở trên rồi thì bạn ấn nút send là xong. Đấy, đấy là cách chuyển CRU tự do. Rồi ok, bây giờ mình sẽ quay lại chỗ cái back office của mình và cái Google Pay ấy. Nếu bạn nào đã làm rồi thì cái này bạn có thể bỏ qua cái đoạn này. Có một số bạn mới bạn chưa chọn cái tab Google Pay mà bây giờ bạn mới chọn ấy thì nó sẽ hiện ra một cái mục là nó sai này, tức là chưa ký hợp đồng nhé. Chưa ký hợp đồng á thì bạn kéo xuống dưới bạn nhìn thấy nó còn hiện cái dấu đỏ này, này. Còn dịch sang tiếng Việt, bạn được yêu cầu tìm hiểu các tài liệu bên dưới để tiếp tục làm việc với tài khoản. Đấy, bạn có thời gian thì bạn đọc cái này thì ký thì bạn ấn vào cái xác nhận này. Nên bạn lại kích lại cái mục not sign này nhé. Ở đây có 3 mục để ký này thì các bạn phải ký hết cả 3 mục này nhé. Ký mục này, tích vào này, sign này, rồi xong một mục này, kích tiếp để ký này. Nhớ bạn mục cái mục sai cần tua red này là không phải đâu nha bạn nhé. Rồi, kích vào ký tiếp này. Vẫn còn một mục nữa, kích vào này. Sai này.
Rồi ok, như vậy là cái tab UGP Group của mình đã được ký rồi. Còn mấy cái còn cái tab này hầu như là bây giờ ai cũng đang có cái tab này mà ngày trước rõ ràng mình đang ký rồi nhá. Bây giờ thì nó lại hiện ra chưa ký nhá. Thì cái này là không phải một mình bị mà nhiều người cũng bị như này, tức là họ đang chuyển dữ liệu lên blockchain nên là có cái này nó chưa ký. Sau khi họ chuyển hoàn thiện xong công ty ấy, chuyển hoàn thiện xong thì cái này nó sẽ quay trở lại trạng thái bình thường. Nhưng mình đã ký rồi nhưng mà mình vẫn hiện này này, mình ký success hết rồi này. Đây là do cái dữ liệu ở trên back office mình tập đoàn đang chuyển lên cái blockchain nên nó sẽ hiện ra như này thôi, không phải một mình bạn mà ai cũng bị như này. Bây giờ sau khi họ chuyển hoàn tất xong, hoàn thành hết xong tất cả các thứ thì trạng thái nó sẽ quay về bình thường, hoặc là lúc đấy tập đoàn yêu cầu ký lại mình sẽ ký lại, lúc đấy là ký sau, cái này không ảnh hưởng gì bạn nhé. Rồi ok, như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn về cách tạo ví blockchain và giao dịch trên blockchain. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đây là kênh của mình. Bạn nào nên chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Thấy video hay thì bạn nhớ like và share cho các bạn khác cùng xem. Ở bên dưới cái mục mô tả video mình có để lại thông tin liên lạc. Bạn nào mà cần hỗ trợ thì cứ inbox mình rảnh mình sẽ hướng dẫn nhiệt tình cho các bạn. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.